Tiền bạc nó không phân biệt độ tuổi, nó không phân biệt tuổi già, cũng không phân biệt tuổi trẻ. Chúng ta cũng thấy được rằng rất là nhiều những cái tỷ phú ở ngoài kia, đúng không ạ? Họ đều từ quê quán, từ quê mà ra. Họ sau một cái quá trình họ phấn đấu, họ học tập, họ lao động, họ trở nên giàu có và rất giàu có. Rồi chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Rồi, câu hỏi của chúng ta đó là gì? Ai có khả năng trở nên giàu có? Tức là ai có khả năng kiếm được tiền và kiếm được rất là nhiều tiền để trở nên giàu có các bạn? Chúng ta vừa nhìn thấy đúng không ạ? Landmark 81 chúng ta vừa nhìn thấy là cái khu biệt thự triệu đô, rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Nếu mà nói về nhiều tiền như vậy thì tính hàng triệu đô như vậy thì đấy là một cái thứ mà gọi là rào cản rồi, đúng không ạ? Nói đến chúng ta, nói đến triệu đô để kiếm được tiền hàng chục tỷ đồng, hàng vài chục tỷ đồng, đấy là một cái điều rất khó khăn với chúng ta. Và khi mà Nam nói với mọi người rằng là bạn có tin được cuộc đời của bạn là sẽ có tiền tỷ không, bạn có tin được cuộc đời của bạn sẽ có nhiều tiền hay không, nhiều tỷ đồng hay không, thì rất là nhiều người họ nói rằng là số phận của tôi thì không có được cái điều đó đâu, tôi ở quê, ở gia đình tôi nghèo lắm, làm sao mà tôi có thể kiếm được tiền đây, đúng không ạ? Vậy thì cái video này sẽ giúp chúng ta đó là làm thế nào hay là ai có khả năng để kiếm được tiền, đúng không ạ? Rồi, ai có khả năng để kiếm được tiền các bạn? Tiền bạc, chúng ta phải hiểu tiền bạc nó là cái gì đã, đúng không ạ? Tiền bạc nó là một cái thứ gần như là có một cái sức mạnh khủng khiếp, nó có thể điều khiển tất cả mọi người, đúng không ạ? Từ cảm xúc, từ người già cho đến trẻ con, tất cả mọi người, tất cả mọi người. Vậy tiền bạc nó là cái gì và làm sao để chúng ta có thể kiếm được nó? Thì tiền bạc chia sẻ thực tế với chúng ta rằng đó là một cái thứ có thể gọi rằng là tuy rằng mình biết được nó có sức mạnh rất ghê gớm, nó có thể mua được nhiều thứ, nó có thể cho chúng ta được rất nhiều thứ, nhưng bản chất cuối cùng của nó vẫn là những cái tờ giấy. Ví dụ tiền Việt Nam là polymer, đúng không? Và tiền của các nước khác thì nó là giấy mà thôi, đúng không ạ? Tiền thì không có cảm xúc, mà cảm xúc của con người, đúng không ạ? Nó xuất hiện khi chúng ta được cầm tiền mà thôi. Khi mình được cầm tiền và mình xuất hiện cảm xúc là mình sẽ mua được cái này, mình sẽ mua được cái kia và làm cho mình cảm thấy hưng phấn hơn. Cho nên rằng là tiền không có cảm xúc các bạn nhá. Tiền không có suy nghĩ gì cả. Tất cả suy nghĩ nó nằm ở con người mà ra. Cho nên rằng là gì? Ai có thể kiếm được tiền? Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng tất cả mọi người đều có thể kiếm được tiền. Cơ hội của chúng ta là như nhau. Tiền bạc nó không có phân biệt màu da, chủng tộc, nó không phân biệt bạn ở quê hay bạn ở thành phố, đúng không ạ? Tiền bạc nó không phân biệt độ tuổi, nó không phân biệt tuổi già, cũng không phân biệt tuổi trẻ. Chúng ta cũng thấy được rằng rất là nhiều những cái tỷ phú ở ngoài kia, đúng không ạ? Họ đều từ quê quán, từ quê mà ra. Họ sau một cái quá trình họ phấn đấu, họ học tập, họ lao động, họ trở nên giàu có và rất giàu có. Rồi lại có rất là nhiều người họ thành đạt từ khi còn rất trẻ, 19, 20 tuổi, thậm chí có những người còn trẻ hơn nữa. Có những người mà 6, 70 tuổi rồi họ bắt đầu khởi nghiệp, họ vẫn cứ già, họ vẫn cứ thành công. Đúng không ạ? Thế cho nên rằng là gì? Tiền bạc không hề phân biệt tuổi tác, không hề phân biệt giới tính, không hề phân biệt màu da, chủng tộc, dân tộc, không phân biệt cái gì cả. Tất cả những cái thứ mà phân biệt đó, cuộc sống của tôi là do ông trời sắp đặt rồi. Số phận này tôi ở quê, rồi là tôi già rồi, tôi trẻ quá, đúng không ạ? Bố mẹ tôi không có giàu có, không cho tôi được một cái môi trường tốt, không dạy dỗ cho tôi để làm sao để giàu. Không có gì cho tôi để tôi không có cái điều kiện, tôi không có vốn để tôi làm kinh doanh, không có vốn để tôi bắt đầu tôi kiếm tiền. Tất cả những thứ đó là do chính bản thân bạn, tất cả những suy nghĩ đó là do cái suy nghĩ bên trong của bạn. Đúng không ạ? Cho nên là bạn muốn kiếm được nhiều tiền, đúng không ạ? Thì tiền bạc nó cũng không phân biệt là bạn nghĩ gì đâu. Tiền bạc chỉ cần, đúng không ạ? Nó chỉ là một cái vật vô tri vô giác thôi. Bạn có đủ năng lực để bạn kiếm tiền thì nó sẽ rơi vào tay bạn. Còn bạn không có đủ năng lực kiếm tiền thì nó sẽ vào tay của người khác. Cho nên bạn muốn kiếm được nhiều tiền thì là quê quán bạn ở đâu không quan trọng. Bạn già hay bạn trẻ cũng không quan trọng luôn. Bố mẹ bạn như nào cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là bạn. Đúng không ạ? Quan trọng là bạn. Bạn nghĩ gì về tiền, bạn nghĩ gì về cách bạn kiếm tiền, đúng không ạ? Và bạn nỗ lực đến đâu để bạn có thể có tiền. Vậy thì chốt lại, đó là gì trong cái video này? Ai là người có thể kiếm được nhiều tiền? Ai là người có thể trở nên giàu có được?
Thì câu trả lời đó là tất cả chúng ta, đúng không ạ? Không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, không phân biệt quê quán, địa chỉ đâu cả, tất cả chúng ta đều có cơ hội như nhau. À, các bạn nhá, cho nên là bạn hoàn toàn có thể trở lên giàu có và có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Cho nên rằng là hãy làm đi, đúng không? Và làm thế nào để mình có thể nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền, làm thế nào để mình có thể là làm giàu đấy, làm thế nào để mình có thể đạt được những điều mình muốn, thì hãy đón chờ video tiếp theo, video số 2 của Nam, đúng không? Đây là video đầu tiên trong chuỗi, đó là những cái gọi là gì nhỉ, quy tắc, những cái quy tắc để có thể kiếm được nhiều tiền và đạt được những điều mình muốn nha. Rồi, hẹn gặp lại bạn ở video số 2. Nếu mà hay thì hãy bấm đăng ký kênh YouTube của Lam các bạn nha. Hãy bấm đăng ký kênh YouTube và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo ở những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video số 2. Bye bye.